Công thức làm nước mắm chua ngọt bất bại của Vĩ nè, rất là ngon mà đơn giản nữa nha. Vĩ dùng 2 chén nước lọc, 1 chén nước mắm, 1 chén đường và 4 khoanh thơm đã cắt sẵn. Đầu tiên Vĩ cho nước vào nồi, đợi cho nước sôi thì cho đường vào. Khi mà đường tan hẳn rồi thì Vĩ sẽ cho nước mắm và thơm vào cùng một lúc. Vĩ sẽ cho thêm lưng một muỗng cà phê muối nữa để cho cái lúc mà nước mắm của mình làm xong sẽ bảo quản được lâu hơn. Cuối cùng là Vĩ cho thêm 4 muỗng cà phê giấm vào, sau đó sẽ nấu trên cái lửa nhỏ liu riu. Chúng ta sẽ nấu cho tới khi mà cái hỗn hợp này còn 2/3 lượng nước so với ban đầu là được nha. Các bạn đang thắc mắc là không biết tại sao Vĩ lại cho thơm vào đúng không? Mục đích Vĩ cho thơm vào là để cho nước mắm của mình khi mà nấu nó sẽ có cái màu sắc đẹp hơn. Nước mắm cũng sẽ sánh, dẻo và cái vị nó cũng sẽ thanh hơn nhiều nữa. Làm nước mắm này Vĩ nhớ tới hồi xưa cái lúc mà Vĩ học mẫu giáo thì cái thời điểm đó má Vĩ bán bánh khọt. Và má Vĩ bán rất là đắt mà hầu như là ai tới ăn thì cũng xin thêm nước mắm. Thậm chí có mấy cô hàng xóm ở xung quanh đó ngày nào cũng qua mua bánh khọt và khi mà ăn xong thì xin thêm một cái chén nước mắm để mang về rồi trưa ăn cơm. Mà mấy bạn biết không, tới tận bây giờ khi mà má Vĩ không có còn bán nữa thì lâu lâu mấy cô gặp lại mấy cô cũng nhắc tới hồi xưa cái chén nước mắm của má Vĩ làm. Nếu mà gọi vui vui là chén nước mắm thần thánh luôn á. Thành ra hôm nay mà bạn nào xem video của Vĩ nhưng mà trước đó chưa có biết làm nước mắm chua ngọt á thì thử làm nước mắm theo cái kiểu này đi. Rồi Tết mà bạn bè ghé thăm ăn cái món gì mà cần nước mắm chua ngọt á thì mình xuất chiêu lấy cái nước mắm chua ngọt này ra, đảm bảo ai cũng khen cho coi. Mà được khen á thì nhớ là bình luận cho Vĩ biết để Vĩ cùng vui với bạn nha.